Vâng, đầu video Thắng Hoàng xin gửi lời mến chào đến tất cả mọi người nha. Thì sau một năm tổng kết làm ăn buôn bán thì hiện tại là đang còn lời ra một cái đống này. Đang lời ra rất là nhiều. Một đống này cũng khá là nhiều đấy các bác ạ. Cứ tính đơn giản triệu hơn triệu thiết bị thôi. Rất là nhiều, đang còn tồn đọng lại rất là nhiều. Đây nữa này. Kia nữa kìa. Đấy. Khá là tiền. Bây giờ thì cũng là 21 âm rồi. Chắc là cũng dọn dẹp để nghỉ Tết thôi. Đấy. Và đây là đang còn mà hơn chục cái đẩy DE. Năm nay kinh tế buồn rồi. Trời ơi, tràn lan tán loè hết cả rồi. Đấy các bác thấy không? Rất là nhiều. Vàng. Vàng này để em chưa có bán. Em gửi cho anh xin cái địa chỉ đi, em gửi đưa bên bưu điện rồi về. Quá trời luôn. Toàn hàng nằm ngổn ngang hết cả. Rất là nhiều luôn. Nó tên nó nhiều hàng lắm. Hồi đang tiện đây có xe về bưu điện bốc hàng nhà anh đóng rất thấp lắm. Rồi, xin cảm ơn các bác đã xem video nha. Nói chung là cũng làm cái video cho nó một chút gì đấy vui vui thôi. Xin gửi lời mến chào đến toàn thể mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở năm 2020.